Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn ba trận đấu hay vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay 20 tháng 9 2022. Mời bạn xem trận đầu tiên, trận Di Động cầm đỏ đầu tiên gặp Triệu Hâm Hâm cầm đen Đỗ Hậu. Mời bạn thưởng thức.将军。
将军。Mã 6 thối 4 dọ sát. Trên đây thì Triệu Hâm vô phương chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận tiếp theo. Trương Học Triều cầm đỏ đi tiên gặp Lý Thiếu Canh cầm đen đấu hậu. Mời bạn thưởng thức.将军。
Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên. Tượng 5 tấn 3 chơi đến đây thì Trương Học Kiều khó lòng chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận tiếp theo. Lữ Khâm cầm đỏ đi tiên, Lục Vĩ Thao cầm đen thấu hậu. Mời bạn thưởng thức. Chăng chuyên.
báo bảy thứ ba trên đây hết giờ, Lữ Khâm nó buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất, ngày mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.